bộ phận khách rời. Ở đây là cái cấu trúc của thiết bị. Hệ thống phát sáng thực ra nó là một cái đầu phun dịch. Nó sẽ phun dịch ra thành những cái giọt rất là nhỏ vào trong một cái buồng. Cái buồng hình này thì cái buồng hình nó người ta gọi là buồng sấy. Buồng sấy này sẽ được cấp một cái nhiệt độ khoảng chừng 150 đến 200 độ C. Và sau khi cái sản phẩm nó phun thành giọt nhỏ vào trong buồng sấy thì nó khô, sẽ được thu hút qua một cái bình phun sản phẩm, người ta gọi nó là một bộ phận tách rời. Thì đây là một cái thiết bị phun sấy nhỏ ở trong phòng thí nghiệm. Thì các chị có thể quan sát ở đây, các chị có thấy mình nó không, và một cái ống cho cho mình nó. Thì chỗ này là cái chất lỏng mà người ta cần làm khô thì người ta sẽ cho vào đây, và ống dẫn này nó sẽ dẫn chất lỏng vào trong cái đầu. Ở đây cái đầu đây nè, cái đầu này là đầu phun dịch, và nó sẽ phun ra những cái hạt rất là nhỏ. Và cái đây là cái buồng sấy, buồng sấy nối qua bên này một cái buồng mình nhỏ nhỏ bên này, các chị gọi là gì, mình phun sản phẩm, thấy không, mình phun sản phẩm. Nhưng ở đây các chị nào học hóa thì là sinh thì các chị có thể biết được đó, biết không? Quên chép cái phim rồi, thành ra là các chị có thể coi những cái phim mà cái phương pháp phun sấy này ở trên YouTube rất là nhiều, các chị có thể vô gõ và các chị xem cái phim về phương pháp phun sấy để các chị rõ hơn. Thì ở đây này các chị thấy nè, đây là cái tàu phun dịch ra, các chị thấy không, nó có thể phun theo kiểu cái tuyến hay là phun theo kiểu ở ngang. Phun ra thì các chị cái chất lỏng nó phun ra giống như là xương vậy đó, có nghĩa là cái giọt chất lỏng như thế nào, rất là nhỏ, nhỏ hàng micromet nha, khoảng 200 micromet, nhỏ lắm. Và người ta có thể, các chị có thể đọc trong sách á, là một lít chất lỏng khi phun ra như vậy thì tổng diện tích tiếp xúc của nó có thể là tới 60 m². Người ta tính tổng diện tích của các cái giọt chất lỏng nó có thể lên 60 m². Thì các chị tưởng tượng đi, một lít nước mà các chị, nếu mà các chị trải ra trên một cái diện tích 60 m², liệu các chị có trải ra được hết không? Không, đúng không? Một lít nước thì trải ra cùng lắm là chừng như đây thôi. 60 m² tức là một cái nhà 4x15, một cái sàn 4x15. Thì vậy khi phun thành những cái giọt nó nhỏ, tổng diện tích tiếp xúc sẽ rất là lớn. Thì các chị thấy nó khô nhanh hay là khô lâu? Khô lập tức, khoảng 1/50 giây. Tức là so với lại cái phương pháp mà sấy trên trụ có nhanh không các chị? Rất là nhanh. Và khi nó khô rồi và nó khô nhanh như vậy, mặc dù cái nhiệt độ của buồng sấy là 150 đến 200 độ C, nhưng thực chất sản phẩm nó chỉ có tiếp xúc với nhiệt độ khoảng 40 độ C, tại vì nó khô rất là nhanh và lập tức nó bị hút qua bên cái bình phun sản phẩm liền lập tức, nó không có tồn tại ở trong cái buồng sấy đâu, hiểu không? Khô rất nhanh và tiếp xúc với nhiệt độ thấp. Vì vậy mà đây các chị sẽ thấy là nó phun ra và khô rất nhanh, hút qua cái bình phun sản phẩm và các cái chất lỏng nó phun ra như giọt sương, cho nên ta gọi là phương pháp này là phương pháp phun sấy hay là phun sương. Và cái cơ chế hình thành của sản phẩm phun sấy đã được mô tả giống như trên bảng, một giọt chất lỏng mà có chứa chất tan, nếu các chị để khô bình thường bằng phương pháp sấy bình thường thì từ từ nó to lại, đúng không, và cái thể tích của nó sẽ giảm đi. Nhưng cái giọt chất lỏng này mà nó gặp một cái nhiệt độ của môi trường như vậy thì sự quay hơn nó sẽ xảy ra trên bề mặt chất lỏng rất là nhanh. Cái nhiệt độ của cái buồng sấy 150 đến 200 độ các chị, và như vậy nó sẽ tạo thành một cái màng ở phía bên ngoài. Nhưng do cái giọt chất lỏng này nó rất là nhỏ, hàng micromet, do đó nó không có giống như là chúng ta sấy một cái viên hoàng, hiểu, nó tạo một cái màng ở phía bên ngoài nhưng mà cái màng này rất là mỏng. Như vậy thì nồng độ của chất tan trên bề mặt giọt chất lỏng nó sẽ gia tăng, và cái áp suất của hơi nước trong này nó gia tăng lên, đến một lúc nào đó thì nó sẽ làm
1 phần 50 giây thôi. Hiểu không? 1 phần 50 giây thôi. Các chị có hiểu không? Và như vậy, cái cơ chế như vậy thì các chị thấy các cái sản phẩm nó vẫn giữ nguyên cái hình dáng ban đầu của giọt chất lỏng là hình gì? Cầu. Hình cầu. Hình cầu. Phải không? Bên trong cái hình cầu đó nó sao? Nó rộng. Như vậy thì tỷ trọng của nó là thấp hay là cao? Thấp. Tỷ trọng thấp. Và như vậy cùng một khối lượng tỷ trọng thấp thì thể tích thì sao? Nặng. Thể tích sao? Lượng. Nhiều. Cho nên các chị thấy một hộp sữa bột gì nè, có 1 ký nào mà đựng hộp gì nè, đúng không? Rất là nhiều. Nhưng khi cái sữa bột đó nó bị hút ẩm rồi, nó làm sao? Nó co lại, nó còn có một chút xíu gì, đúng không các anh chị? Thì do ở bên trong nó rộng, nó hút ẩm vô, thành ra nó xẹp lại, xong rồi nó co, còn có một chút xíu lại vậy đó. Ở đây người ta chụp dưới kính hiển vi điện tử quét, tức là chụp xem á, thì đây nè, các chị sẽ thấy là đây là cái bộ khuôn sấy của một cái dung dịch chiết xuất từ dược liệu, của một cái dịch chiết dược liệu nè. Khi khuôn sấy ra thì các chị thấy cái bộ nó có dạng hình cầu không? Và ở đây người ta sẽ phóng đại một cái tiểu phần bột lên nè, đây nè, cái hình này phóng đại lớn hơn nữa thì các chị thấy là trên cái tiểu phần bột đó nó có những cái lỗ không? Những cái lỗ không? Nó mô tả cái cơ chế đó, không phải là một lỗ mà trên cái tiểu phần đó nó có thể có nhiều lỗ để hơi nước ở trong đó nó đẩy ra ngoài qua cái lỗ đó. Đó là cái hình chụp dưới kính hiển vi điện tử quét. Một cái sản phẩm phun sấy các chị nó khác với cái sản phẩm sấy tinh trụ hồi nãy. Như vậy đặc tính của cái bột phun sấy nó có đặc tính gì? Nhẹ nè, xốp nè, đúng không? Giữ nguyên cái hình dáng ban đầu. Kích thước đồng nhất không các anh chị? Kích thước theo các anh chị đồng nhất không? Đồng nhất, tương đối là đồng nhất. Lý do sao? Mình phun ra những cái giọt đó thì nó có kích thước gần như nhau từ một cái đầu phun, chứ không thể nào giọt lớn giọt nhỏ được. Kích thước đó là đồng nhất thành bột. Về tính chất của sản phẩm ở đây, chúng ta có thể thấy nó mang đầy đủ cái tính chất mà các chị muốn học cho bột. Thì rất là dễ, các chị cứ hình dung ra cái sữa bột mình uống là xong. Hạt mịn nè, kích thước đồng nhất nè, nhẹ, xốp, rồi không bị biến chất, dễ tái tạo. Có nghĩa là nếu chúng ta đem cái bột này cho vô trong cái dung môi ban đầu, nó sẽ trở thành lại cái dạng dung dịch như ban đầu. Nhưng mà nó rất dễ hút ẩm, do đó người ta phải bảo quản kinh. Và các chị thấy không, đúng không? Đúng là cái hộp sữa đó mình nên bảo quản kinh không? Đó. Và sử dụng trong một cái thời gian mặc dù chưa hết hạn dùng, nếu mở ra rồi không dính nó vô thì nó sẽ hút ẩm và nó sẽ, còn không uống nữa thì nó sẽ bị hư, đúng không nè? Và do cái trạng thái của nó là rỗng bên trong đó, cho nó có tính chất gì cho anh chị? Nó tròn thì cái tính trơn trải tốt không? Tốt. Nhưng mà nó rỗng bên trong thì cái tính gì tốt cho các chị chưa? Tính chịu nén. Các chị hiểu tính chịu nén không? Có nghĩa là khi các chị nén nó lại thì nó rất là dễ nén. Do đó người ta ứng dụng cái phương pháp này để điều chế các cái tá dược. Anh chị nào ở đây mà làm sale tá dược á, tá dược nhập thẳng, tá dược cho viên nén nhập thẳng, tức là các chị chỉ cần trộn tá dược này với hoạt chất rồi đem vô nhập, khỏi sát hạt gì hết. Thế là tính chịu nén của nó rất là tốt, thích hợp cho cái phương pháp điều chế các cái tá dược nhập thẳng. Rồi điều chế cái gì nữa các chị biết không? Trong công nghệ thực phẩm cực kỳ nhiều cái sản phẩm phun sấy nè, trà hòa tan nè, sữa bột nè, nữa cà phê hòa tan nè. Các chị muốn 3 trong 1, 2 trong 1 được hết. Trộn sữa vô bao nhiêu, cà phê bao nhiêu, rồi phun ra xong. Sữa nhiều muốn trà sữa nhiều thì sữa nhiều, muốn cà phê nhiều thì cà phê nhiều. Các chị thấy bỏ vô trong nước thì nó sẽ tái tạo lại giống như ban đầu, không có cạn
chị con nói đúng á, cacao nè. Cho nên mấy cái đó mà mình để mình lên mua một hũ mà uống không hết thì sao? Nó hư hết, hư mau đúng không? Nó ẩm vô thành một cái bột cứng nhắc. Hút chân không có bể hơn không? Thật ra là không, nó không bể. Nó không bể, nó nhiều lắm, nó chụp lên nha. Và em không hút ra hết, nó không bể đâu, đảm bảo. Tại vì em nhìn vậy chứ nó nhỏ dữ lắm. Nó nhỏ hàng khoảng chừng như là cái bột đó, cái bột trà nó là 200 micromet. Nó có thể nhỏ hơn nữa, nó có thể nhỏ hơn nữa. Nhỏ lớn thì do đầu khung. Đúng rồi, nhỏ lớn do đầu khung. Em có tiền mua không mà hỏi dữ vậy? Mua gì chế tạo sữa mẹ? Sữa từ mẹ. Tùy loại. Tùy loại. Chọn dù em sữa từ sữa mẹ. Mẹ. Tùy. Em uống thuốc đi. Giờ mình sữa bột mình thường mà mình làm sữa mẹ mà thấy phun xương và làm đau ra có mẹ. Vậy thì người ta áp dụng phương pháp xấy phun xương này để làm gì? Để người ta điều chế một cái cao khô trực tiếp từ những dịch vụ liền. Có những chiếc dụng liệu rồi, bỏ vô xong ra, cao khô, đóng gói, bán. Dễ không? Dễ. Tiền không? Khá dễ. Các chế phẩm vô cùng. Ví dụ như phát sinh dạng siroco, người ta cũng có thể làm phương pháp này. Siroco là sao? Là siro có nước. Chứ gì nữa, không nói không đúng à. Siroco là siro có nước. Các chị có thấy nó bao giờ chưa? Trời đất. Thì bây giờ các chị trộn đường, đường chất thành dung dịch gì đó là phun ra thì nó thành một cái khối bột khô vậy thì đóng gói. Khi bỏ nước vô thì nó thành siro. Đúng không? Siro khô. Mấy cái bột ca. Chưa nghe bao giờ à? Trên thị trường có nhiều lắm đó. Dù như thuốc nè, các chị mua nguyên cái gói về các chị bỏ vô trong cái hũ, rồi chế vô miếng nước rồi uống vô thấy nó ngọt ngọt. Đúng không? Siro khô. Các dược chất có tính vật lý đặc biệt trong phương pháp giảm thẳng, ví dụ như các chị có lacto phun sấy, tinh bột phun sấy. Ngoài ra trong công nghệ thực phẩm thì cô nói rồi, một điểm mới nữa là người ta có thể điều chế ra các cái tiểu phần có kích thước phù hợp cho cái thuốc. Xong hết hết dạng bột có biết không? Các chị nghe nói hết dạng bột bao giờ chưa? Có, ở trên thị trường hiện nay có, ví dụ như là những cái bệnh về phổi. Biết những cái bệnh về phổi không? À, những cái bệnh về phổi thì người ta cần sử dụng kháng sinh, đúng không? Hay gì chích. Chích thì nó vô hệ tuần hoàn thì nó mới tới phổi, đúng không? Uống thì nó vô hệ tiêu hóa, rồi nó mới vô hệ tuần hoàn, rồi nó mới tới phổi. Thì trên đường đi đó là nó thất thoát bao nhiêu? Không biết, phải không các chị? Nhưng mà nếu các chị hít trực tiếp cái bột kháng sinh để mà nó tới những cái để tới trực tiếp tới các cái mô trong phổi á, và tới cái nơi đó cần điều trị thì nó sẽ điều trị nhanh hơn và nó ít có tác dụng phụ hơn, hiểu không? Nhưng mà những cái bột hít á, thì nó phải sao? Nó phải nhỏ và nó phải nhẹ thì hít nó mới vô, chứ cái bột mà giống như là cái bột sữa hít làm sao vô được, các chị hiểu không? Cho nên người ta phải chế các cái tiểu phần cái bột nó rất là nhỏ và rất là nhẹ. Và bằng cái phương pháp này nè thì cái độ phun giống như em nói đó, nó sẽ phun ra kích thước nano, hiểu không? Người ta làm ra nano bột mà kích thước nano, nó rất là nhỏ và nó rất là nhẹ. Và người ta sẽ đóng cái bột nano đó vào trong cái nang cứng á. Các chị biết cái nang cứng không? Như vậy thì người ta có đâu có mở cái nang cứng ra hết được. Mở ra thì sao? Nó bay lung tung.
thì người ta sẽ có một cái bộ phận nha, nhỏ nhỏ vậy nè. Các anh chị bỏ cái năng cứng nó vô trong cái buồng đó, các anh chị ngậm vào, các anh chị không có xịt, cái xịt là khác. Các anh chị chỉ cần là ấn để cho cái nang nó bị vỡ, cái năng cứng nó bị vỡ ra trong cái buồng không khí đó đó, và nó chứa trong đó thì người ta hít vô nó sẽ vô, tức là nó vỡ ra và nó không tích ra bộ, chứ nó không không tích. Các chị xịt tức là nó không tích ra dạng lỏng, còn đây nó không tích ra dạng bộ, cực nhỏ cực mịn hết, nó sẽ vô tới phổi. Và như vậy thì một liều như vậy á là do nó rất là nhẹ, cho nên mỗi lần hít như vậy là hít 4 viên, 2 viên tùy theo, tại vì ít quá đâu có trong đó cái nang nó ít thuốc á, các chị hiểu không, nó bụng nó nhẹ nó sốt không ít thì hít là chừng thì cái nang vẫn nóng bỉ vậy đó, mình lấy cái nang ra mình bỏ vô trong cái buồng đó, mình bóp một cái thì nó sẽ bể cái nang ra, mà bụng nó sẽ không tích ra trong một cái buồng hít vào. Cái phẩm đó hiện nay có, không biết là đã vào Việt Nam chưa thì cô không biết. Chắc là chưa vô. Cho nên hiện nay thì các cái nhà sản xuất người ta cũng theo cái chậu đó, người ta đã chế ra các cái bộ lacto dạng nano để trộn chung với lại cái bộ kháng sinh, và người ta điều chế ra cái dạng bồ mà dạng nano, thì người ta có thể điều chế ra các cái tinh thần này. Như vậy thì nó sẽ tới cái mô mà cần điều trị ở phổi, không cần qua hệ tuần hoàn và cũng chẳng cần qua hệ tiêu hóa để nó làm giảm sinh sản ruột. Bây giờ chúng ta sẽ sang một cái phương pháp làm khô khác nha, làm khô khác mà người ta điều chế các cái chế phẩm nó rất là dễ nhạy, bởi vì ví dụ như các chị thấy các cái chế phẩm ở trên bảng alpha phenotypsin nè, kháng sinh nè, thấy không, rồi nữa các anh chị các cái kháng sinh và các cái vi khuẩn sống enzym nè, rồi vi khuẩn sống. Vi khuẩn sống và enzym khác nhau nha. Vi khuẩn sống ví dụ như chị như là lacto, vi khuẩn lactobacillus đúng không, để làm gì biết rồi, đây là biết hết rồi phải không, tức là cái con vi khuẩn nó phải ở cái dạng là sống và sống tiềm ẩn, còn chết thì sao, chết uống vô đâu có tác dụng gì, đâu cháy là được. Các anh chị học vi sinh ở đây chắc chắn là có học vi sinh đúng không, các anh chị học y là chắc chắn có học về vi sinh rồi đúng không, vi khuẩn mình muốn cho nó có một cái nhiều vi khuẩn thuần chủng hoặc là nhiều vi khuẩn có lợi thì mình chỉ cần chút xíu thôi, cái thì mình một qua 24 giờ học lên cái đó đúng không, tùy theo chủng nó có lợi hay là nó có hại. Vì vậy thì các cái chế phẩm này người ta điều chế bằng cách nào, trong khi là những cái chế phẩm này các cái hoạt chất hoặc là các cái đối tượng nó rất là dễ bị nhạy bởi nhiệt. Thì các anh chị thấy từ phương pháp phun sấy trở về trước, hồi đầu giờ mình học á, sử dụng nhiệt độ 40 độ cao hơn nhiệt độ bình thường, bây giờ chúng ta sẽ sử dụng nhiệt độ thấp hơn nhiệt độ bình thường, thấp hơn nhiệt độ bình thường thì chúng ta sẽ sử dụng phương pháp đông khô. Gọi cái tên không là cũng biết là làm gì với gì rồi. Làm đông, rồi làm khô. Đúng không? Làm sao cho đông lại? Làm lạnh. Nói. Rồi ở cái trạng thái lạnh đó thì nước nó sẽ ở trạng thái nắng, đúng không? Ở nhiệt độ thấp nước nó sẽ ở trạng thái nắng. Có ai phản đối điều này không? Không. Sau đó người ta sẽ làm cho nước từ trạng thái nắng chuyển sang trạng thái hơi mà không đó là nước thăng hoa. Đúng rồi. Mà làm sao để nước chuyển từ trạng thái rắn sang trạng thái hơi mà không qua trạng thái lỏng? Đúng rồi. Thì nó phải có điều kiện. Đó là điều kiện gì? Thì chúng ta sẽ coi trên cái giảng đồ và bàn. Thì như vậy thì nó là một cái kỹ thuật người ta làm khô cái sự thăng hoa, người ta làm khô do sự thăng hoa của nước.
nguyên tắc là cái vật liệu và cái hỗn hợp đó người ta bỏ vô cái tủ cấp đông. Nó chỉ hiểu cấp đông không, tức là đông lạnh cấp tốc á, đông lại liền, có thể âm 50 độ C. Có những cái tủ cấp đông mà người ta ghi lưu trữ âm 50 độ C, đông nhanh chóng hơn các anh chị. Và sau đó người ta sẽ lấy nước ra nhờ cái áp suất thấp. Đây, như vậy chúng ta sẽ có một bình thăng hoa, một bình ngưng tụ và một cái bơm chống phong cực mạnh. Cấu tạo gồm có 3 bộ phận A, B, C. Đó là gì? Là mới học dùng. Nhiệt độ ở B sẽ thấp hơn nhiệt độ ở A, do đó áp suất hơi tại B nhỏ hơn tại A, hơi nước từ A nó sẽ chạy qua B và được hút ra ngoài bằng một cái bơm chống phong. Bây giờ chúng ta sẽ xem làm sao nước nó có thể chuyển từ trạng thái rắn qua trạng thái hơi được. Người ta tác động cái gì để nước chuyển từ trạng thái rắn qua trạng thái hơi? Đây, cái giảm đồ này người ta gọi là giảm đồ ba pha của nước. Đó là pha gì? Ba pha là pha gì? Ba rắn, ba lỏng và khí. Ba pha này nó sẽ gặp nhau ở một điểm duy nhất. Điểm đó ta gọi là điểm gì? Ba pha sẽ gặp nhau một điểm, ta gọi là điểm gì? Điểm ba. Cái gì nữa? Ba pha gặp nhau chỗ gọi là điểm ba, cho nên tôi nói học rất là dễ, các chị đừng có nghĩ cao siêu. Ba pha đúng không? Có chỗ là hai pha gặp nhau, nhưng mà duy nhất chỉ có một điểm là ba pha nó gặp nhau trên bản đồ, đó là điểm 3. Đây là điểm 3. Nè, cái tay người ta cũng gọi là điểm, tiếng Anh người ta cũng gọi là điểm 3, mà chúng ta đâu có gọi gì khác mình đâu. Như vậy thì ở đây là trạng thái lỏng của nước. Ở đây là trạng thái. Trạng thái gì? Hả? Ở đây là trạng thái gì nhỉ? Hơi. Rồi. Như vậy thì muốn cho một cái hơi nhỏ hơn một cái tuyến. Đây, không có rõ ở trên cái bảng các chị, chỗ này nè nó có một cái con tuyến. Ở đó là trạng thái rắn của nước. Như vậy thì ở đây các anh chị thấy rằng là bình thường thì nước ở trạng thái lỏng. Đúng không? Muốn chuyển sang trạng thái non rắn thì người ta cần làm gì? Thành lỏng. Quá trình đầu tiên là quá trình gì? Đông thì quá trình đó là quá trình gì? Trên cái đó là một cái cột, là một cái trục là áp suất và một cái trục là nhiệt độ, các anh chị thấy không? Như vậy thì cái quá trình thứ nhất là cái quá trình gì? Có thể đi theo cái mũi tên này không các anh chị? Hạ nhiệt độ. Và cái trục này là trục nhiệt độ, có nghĩa là quá trình hạ nhiệt độ. Giai đoạn 1 là giai đoạn làm đông, đó là giai đoạn hạ nhiệt độ. Mình hạ nhiệt độ qua khỏi bao nhiêu thì nước nó đông rắn. Không độ C đâu, nhưng mà người ta có thể đạt lạnh rất là sâu, khoảng 50 độ C. Đông nhanh chóng. Rồi. Nhưng mà nước nó sẽ chuyển sang trạng thái rắn. Nhưng mà lúc này nếu mình tăng nhiệt độ thì nước nó sẽ chuyển sang trạng thái gì? Lỏng. Như vậy nước sẽ chuyển sang trạng thái rắn. Để nước chuyển từ trạng thái rắn nè, nguyên một cái phần bên này là nước ở trạng thái rắn nè. Để nước chuyển từ trạng thái rắn qua trạng thái hơi thì người ta phải làm gì? Giảm áp suất. Đây nè, mũi tên thứ hai nè. Giảm áp suất qua khỏi điểm 3. Chứ mà giảm áp suất mà nó còn trên điểm 3 mà tăng nhiệt độ lên thì nước nó sẽ chuyển từ trạng thái rắn sang trạng thái lỏng và mới qua trạng thái hơi. Cho nên quá trình thứ hai là người ta giảm áp suất.
điểm pha, hiểu không? Tức là mình lấy cái điểm pha đó mình làm chủ, mình giảm áp suất qua bởi điểm pha, rồi sau đó muốn nước chuyển từ trạng thái nóng sang trạng thái hơi làm sao? Tăng nhiệt độ. Nhưng mà có cần tăng nhiều không? Không, chúng ta chỉ cần tăng rất nhẹ ở nhiệt độ 20-25 độ C được rồi. Nghĩa là vật phẩm nó được làm khô ở cái nhiệt độ rất là thấp, thấp hơn nhiệt độ bình thường. Và cái nhiệt độ cao nhất trong suốt cái quá trình này là khoảng 20-25 độ C ở cái giai đoạn cuối cùng. Đây là cái máy nông khô. Các chị thấy người ta sẽ đặt các cái lọ thuốc tiên đã phân liều vào đây. Và sau đó người ta sẽ vận hành. Người ta làm gì? Tức là thuốc sẽ được phân liều vô mấy cái lọ mini ở dạng lỏng. Các chị hẹn nói lọ mini biết không? Thuốc phân liều vô mấy cái lọ đó dạng lỏng. Hiểu không? Người ta cho vô trong cái máy đó, sắp sắp ra vậy đó. Người ta làm gì? Vận hành gì? Đầu tiên là người ta sẽ vận hành để cho nó hạ nhiệt độ để cho nó đông rắn lại. Sau đó là làm gì? Hạ áp suất, đúng không? Để cho nước nó thăng qua, phải không các anh chị? Và sau đó hơi tăng nhiệt độ lên một chút để cho nước nó để loại hết nước hoàn toàn. Rồi kế đến ta làm gì? Kế đến làm gì? Đem ra khỏi đó hả? Đóng nắp, nhưng mà đóng ở đâu? Đóng trong cái buồng đó luôn đó. Đóng trong cái buồng đó luôn đó. Các chị hiểu không? Người ta phải đóng nắp trong cái buồng đó luôn á. Và cái giai đoạn cuối cùng là sẽ đóng nắp. Như vậy là khi chúng ta đặt những cái lọ mini đã phân liều chất lỏng vào thì chúng ta phải đặt ở trên đó là cái gì nữa? Một cái nắp tiệt trùng đã được đậy hờ. Cho nên các chị thấy mấy cái nắp cao su á của mấy cái thuốc tiêm đông khô á, bằng nguồn gốc đông khô này, thật sự á, các anh chị sẽ thấy là khi các anh chị mở ra nó sẽ có hai cái rãnh. Cái nút nó đặc biệt lắm, nó có hai cái rãnh. Tại vì khi đậy hờ như vậy thì cái hơi nước nó sẽ được phát qua hai cái rãnh đó, và khi đậy xuống nó chặt. Còn cái thuốc tiêm mà người ta làm bằng, không phải làm bằng nguồn gốc đông khô, mà người ta bột về người ta đóng vô cái lọ mini để người ta đậy nắp lại, thì cái nắp cao su ở trong nó không có hai cái rãnh hai bên. Đó, cho nên là cái nút thiết kế cũng phải thiết kế sẵn để trong đó, sau đó người ta sẽ đậy bằng cái lực thủy lực, người ta đậy cái nắp lại. Tức là thuốc đã được đóng vào trong bao bì cấp 1 hoàn chỉnh ở trong cái buồng đó luôn. Nói bao bì cấp 1 hiểu không ta? Bao gồm cái lọ và cái nút cao su. Thì các chị nên lấy đó, người ta sẽ làm hết ở trong cái này, đem ra để hút rồi đem ra ngoài, chỉ cần tiếp niệm niệm nhân rồi xong. Vậy thì cái tính chất của sản phẩm nông khô, cấu trúc của nó cũng rất là sớm nha, tại vì áp suất giảm mà dễ tái tạo lại trong nguyên môi. Độ ẩm của sản phẩm cực thấp và dễ ẩm, dễ ẩm hơn cả cái bồn và làm bằng phương pháp phun sấy nữa. Do đó người ta phải nông khô trong bao bì cuối cùng rồi hàn kín. Và phương pháp này có đắt tiền không? Đó, đúng không? Và cái quá trình nông khô nó kéo dài, nó kéo dài lắm, nó lâu lắm. Các chị tưởng là tưởng tượng là từ nước đá mà qua hơi mà nó khô hoàn toàn á. Trời ơi, cái máy nhỏ nhỏ làm 24 giờ chưa xong, lâu dữ lắm, nó lâu hơn những phương pháp khác. Trong khi các chị thấy phương pháp phun sấy phun ra cái bèo xong 1 phút 50 giây, cái lõi 1 phần 50 giây, đúng không? Phun sấy nhanh cực kỳ, còn đông khô thì lâu, nó chậm y như bà già đi chợ vậy đó. Nhưng mà nó cũng có những cái ưu điểm nhất định của nó, đúng không? Nhưng mà các chị phải nhớ là những cái phương pháp nào thì nó áp dụng cho cái đối tượng đó, chứ không phải mình thấy cái đó sang cái mình, cái gì mình cũng đem mình đông khô, mình nó sang đâu, đông khô không phải vậy.
mỗi phương pháp nó thích hợp, các anh chị phải chọn phương pháp thích hợp. Các anh chị cứ theo kiểu người ta nói lấy con dao mổ trâu mà giết gà đó, phải không anh chị? Thì một cái ứng dụng của phương pháp đông khô mà nó cũng khá là mới, thì người ta có thể ứng dụng cái phương pháp này để điều chế cái thuốc viên mà không qua quá trình nhập viên. Các anh chị thì biết thuốc viên cái gì? Nói thuốc viên biết phải không? Thì không qua quá trình nhập viên. Ví dụ là cái viên đã hay trong miệng đây, đó là một cái viên mà có trên thị trường, đúng không? Và cái viên này claritin là cái hoạt chất trong đó là loratadine, dùng để trị dị ứng luôn. Dị ứng đó rồi, trị dị ứng thuốc thuốc em thì nó khác với cái viên nén thông thường chỗ nào? Nhưng các chị thấy nó giống cái viên nén không? Giống. Nhưng mà bây giờ mở, cô mở cái vị ra, cô để cho cái vị, thì các chị thấy nó khác viên nén chỗ nào? Có phải là nó có một cái hình dạng, nó và một cái thể tích nó vừa khích với lại cái vị của nó không? Nó có cái dấu ấn ở trên đó là chữ C10 là cái chữ cái vị của nó không? Giống như là mình đổ xương sa vô cái khuôn sau mình úp ra nó y vậy đó. Đúng rồi, đổ rau câu vô khuôn sau ra úp ra y vậy đó. Có nghĩa là cái thuốc này nó được phân liều ở dạng lỏng vào trong một cái vị có sẵn, và sau đó người ta đông khô và người ta đậy cái màng nhôm ở trên. Như vậy thì điều chế bằng phương pháp này nó sẽ có ưu điểm là gì? Là nó không có những cái tá dược không tan. Các anh chị hiểu tá dược không tan không? Trong thuốc viên nó sẽ có những cái tá dược không tan. Nếu mà các anh chị ngậm vào nó sẽ gây một cái cấu trúc nhám ở rưỡi. Nhưng mà cái này là khi các anh chị cho vào trong miệng tan hoàn toàn, rã ngay lập tức. Mình có thể nói gì nè, để cái viên nó trên lưỡi chưa ngậm miệng lại tan rồi. Không, cái đó là sự thật. Cái đó là sự thật, tức là tan rất nhanh và không để lại cái cảm giác nhám ở trong miệng. Vậy thì đôi lúc người ta cũng không có cần phải sử dụng nước nữa. Chị hiểu không? Thì người ta có thể điều chế được một cái viên mà nó tan cực kỳ nhanh, rã cực kỳ nhanh ở trong miệng với một cái lượng nước bọt rất nhỏ đó. Thì đó là cái viên này. Nhưng mà người ta cũng lưu ý rằng là cái viên này thì mở ra thì không có được bấm cái gì để đẩy cái viên lên, tại vì nó tương đối là mềm. Khi điều chế một phương pháp đó cho nên mình phải mở cái màng nhôm lên rồi mình mới lấy cái viên ra, chứ không có được lấy cái ngón tay mà bấm vô trong cái vỉ ở dưới, đúng không? Mở cái màng nhôm ra, ta muốn chẩn nào về thì đó. Người ta điều chế bằng cách nào? Tá dược vào hoạt chất, ta sẽ được điều chế thành dạng hơi lỏng, và kế đó người ta sẽ bơm phân liều nước, các chị thấy không? Bơm vô đây và người ta đưa vào đóng khô, sau đó khô rồi thì đóng nắp kỹ lại. Và khi khảo sát cái cấu trúc của những cái viên này thì các chị thấy là cái cấu trúc của nó rất là sớm, tại vì áp suất thấp mà nó để lại rất là nhiều cái lỗ trong đó, cho nên là chỉ một cái lượng nước bọt rất là nhỏ nó tan rất là nhanh. Thì đó là cái cách thành công của những cái kỹ thuật bào chế. Người ta có thể ứng dụng bào chế, người ta có thể ứng dụng những cái kỹ thuật để người ta điều chế ra các cái dạng bào chế mà người ta có thể gọi là mới, với là những cái dược chất cũ. Ví dụ loratadine đi, viên nén cũng được đúng không em? Phải không? Viên nang cũng được đúng không? Rồi đây là viên tan ngay trong miệng. Ưu điểm của phương pháp đông khô là các anh chị vui lòng học trong sách. Cô không muốn lặp lại những câu đã có ở trong sách, tại vì những câu này khi đọc các anh chị hoàn toàn hiểu. Cơn không sâu là cơn không hấp. Mấy câu này có trong sách không? Có không? Các anh chị vui lòng đọc, tại vì đừng có mất thời gian vào những cái chuyện mà không thể hiểu rõ. Ô nhiều điểm cái này cũng có. Cô sẽ nói một chút xíu thôi về cái làm khô này nữa. Là người ta làm khô của hóa chất, tuy ra làm rất là
như thuốc bột, ví dụ như là sinicazem, ví dụ như là acid sulfuric đặc, nacinolisan thôi. Nhưng mà các chị phải nhớ là khi chúng ta dùng hóa chất á, thì phải nhớ là cái khả năng nước ẩm của những cái hóa chất, mặc dù nó chúng ta biết là nó không ẩm được, nhưng mà khả năng nước ẩm của nó rất giới hạn, hiểu không? Các chị hiểu chưa? Rất giới hạn không? Rất là giới hạn. Do đó người ta chỉ sử dụng để hút ẩm một cái lượng nhỏ nha, một cái lượng nhỏ cái hơi nước thôi, cái độ ẩm thôi, tức là nó giảm độ ẩm thôi và giảm độ ẩm không đáng kể cho lắm. Cho nên là các chị thấy các chất hút ẩm này người ta phải đặt trong một cái bình sạch kính nhỏ, kính, đúng không, để cái không khí ở trong đó nó khen thôi, đúng không? Hoặc là khi mà người ta cho vô cái bánh trung thu thì người ta phải ép kính lại. Còn mình đã mở cái bánh đó ra rồi thì cái khả năng hút ẩm của cái gói đó nó không có. Giờ chúng ta phải nhớ một điều rằng là trong cái viên, trong cái ống thuốc sữa bọt, các chị biết viên sữa bọt không? Chị biết. Cái viên đó nó cực kỳ nhạy ẩm, các chị hiểu gì không? Nó sẽ dẻo, nó sẽ làm sao đó. Cho nên là cái ống thuốc sữa bọt đó luôn luôn người ta cho cái hút ẩm vào trong cái nắp của nó. Nhưng mà một khi mình mở ra rồi đó thì cái chất hút ẩm đó, cái khả năng cái chất hút ẩm người ta cho vô cái nắp á, là các chị phải hiểu điều này nè, nó dùng để hút ẩm cái lượng không khí cuối cùng có ở trong cái ống đó, hiểu chưa? Cho nên nếu các chị chưa mở ra thì thuốc nó mới đáp, nhiều khi nó chưa hơn. Nhưng nếu các chị đã mở ra rồi và không sử dụng hết, cho dù hút chưa hết nó vẫn hư hết khả năng của bạn rồi, không khí nó chạy ra chạy vô thì nè, hiểu không? Cho nên phải hiểu rằng là quá chất khả năng hút ẩm rất là hạn chế, và người ta chỉ để hút ẩm một cái lượng không khí cuối cùng trước khi đóng gói, hoặc là một cái lượng nhỏ nào đó thôi. Ngoài ra có những cái quá chất nó dầm lỏng nó có khả năng hút ẩm, ví dụ như cái gì, cái cồn này, aceton, nó có thể hút một lượng nước nhưng rất nhỏ nha, rất nhỏ. Cho nên là các anh chị muốn làm khen một cái mẫu gì mà nó quý cuối cùng, nó hiếm cuối cùng, nhân viên chẳng hạn, các anh chị có thể cho một nó vô aceton rồi các anh chị lọc nó ra được, nhưng mà rất hạn chế. Rồi bài sách cô là cô chỉ có cái gì thôi, các chị cho cái gì mà cô các chị hiểu là trước tiên, sau đó là